với mộng lần từng hái vườn thức tròn đêm nay để nhớ thương em sương rơi lạnh khắp cánh vật đêm đêm giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Nhớ từng nụ cười ánh mắt. Tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng có thời gian đêm bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn sung sướng ngay sau 20 năm rồi. Ủng hộ cho bà con, bây giờ mới làm nha. Em sẽ làm đầy đủ cho quý vị coi luôn. Em ơi, lòng anh thì giật chân này, ước nguyện cho đời yêu em chưa đừng dần hờn anh. Tròn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh khắp cánh vần đêm đêm. Ước gì mình gần anh, ước gì mình chung vai hai đứa mình. Mình chung bánh ước gì mình cùng ngắm cảnh hai đứa mình ước cha phụ đi để em chỉ cho hát cho diễn nè. Đấy. Đi thi chương trình solo của Bolero đi. Em đang làm giám khảo mà. À thế à? Ừ. Ok. Bây giờ tiếp luôn. Thử xem quý vị xem là ca khúc nào được 50%. Trách ai vô tình. Nữa hả? À.
Trái khai vô tình đang diễn từ mà. Ok. Trái khai vô tình thì mình có nhạc rồi, mà bé mở nhạc đi bé. Ok. Vợ đâu? Bà kia, bà mà em có tình thì có chứ vợ vô tình lắm. Bây giờ em cho em hát một bài nữa em chia tay quý vị đi. Dạ.
em hát một bài cùng với lại con gái của em mới tập, hai mẹ con mới tập buổi chiều, mẹ thì tập buổi sáng, con thì tập buổi chiều, nên nhìn bài hát là Ngày Đá Đơm Bông. Quý vị nghe hết bài rồi quý vị về nha, chứ đừng có nghe nửa bài về em buồn lắm nha. Một tràng vỗ tay thật lớn cho mẹ con Phi Nhung thưa quý vị. Vậy đó hả, ở phía sau còn ca sĩ đó quý vị ơi. Vâng. Rồi vậy là hát bài này xong. Còn Duyên Ngọc Thái ạ. Vậy hả? Sẽ về cho đã đơn.
chào quý vị nha. Dạ. Dạ đây. Bà nói gì bà? À bà chờ con từ tối đến giờ hả? Vậy muốn con hát cái gì nữa? Hát một bài vọng cổ hả? Trời ơi, thì con chờ tới tối giờ đây mà còn nghe vọng cổ hả? Con sợ. Không, bây giờ ba mẹ con hát bài Thương Một Người Dân được không? Nha, con cũng là có tân cổ trong đó nha. Rồi, bé Cường ra hát với mẹ Thương Một Người Dân con. Còn bài nữa, tại vì còn Dương Hồng Thái nữa đó quý vị. Thái tới nãy giờ chờ, coi như là chờ mất mùa luôn. Đỡ đơn con nhau.
Rồi con hát xong rồi nha bà. Dạ hả? Trong hàng gian khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấm tuồng trên sân. Mình đem niềm vui cho khán giả, giờ chỉ còn nỗi trống vắng cô đơn. Rồi đây có ai còn nhớ đến tôi không? Nhớ người nghệ sĩ nữa khoảng thời xuân sắc. Ai đã khóc với tôi qua những giai sầu muộn, đến ngày mai đã gọi cô đèn sân khấu tắt, bức màn nhung buông xuống, hết Chúa, hết tôi, hết công hầu khanh tướng, giờ chỉ còn nỗi trống vắng cô đơn. Đêm đêm bên thềm một bóng ai dừng chân bước ra hồ phiêu linh, mưa rơi giông rơi mãi không ngừng. Có người nghệ sĩ khắp đời quánh yêu, cái kiếp con tầm dâu xanh còn nắng nở. Tôi quên làm sao những tiếng hát cùng đàn. Rồi đêm từng đêm khi diện đã vắng rồi khán giả ngồi lắng lặng sau hậu trường quanh que, thấm giọt lễ sầu qua hai bức màn nhung. Rồi con xin hết nha. Con cảm ơn bà, con cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây nghe tiếng hát của Phi Nhung. Và đừng có đi về, và hãy ở lại nghe tiếng hát của ca sĩ Dương Ngọc Thái nha quý vị. À, hôm qua em về muộn, mệt. Hôm qua đã anh chuẩn bị cho em với này các fan hâm mộ của em là 20 nồi lẩu. Thế hôm nay phải rút xuống 10 nồi hôm qua không có người ăn. Bởi vì không có fan hâm mộ của em. Thế hôm nay là đề nghị, anh vừa nói Diễm rồi, em và các fan hâm mộ của em phải vào tận hưởng nồi lẩu cua ngon nhất mọi thời đại. Còn có 10 lẩu thì sao mà ăn hết được, fan của em rất là đông luôn, anh nghĩ sao vậy? Một nồi là 10 người mà. Mà đây 10 nồi là 100 người cơ mà. Gần gần người cơ. Tiếng hả? Tiếng. Diễm nó bảo, em nhớ là cái hồi mà Phi Nhung về đây hát là lúc mà mới xây cái tháp này, là vừa mới lúc ấy là mua cháo cho em ăn trên sân khấu, và đến nay đã là 8 năm rồi đấy. Nhưng mà em vẫn trẻ đẹp và hồn nhiên à. Anh thì già ra nhưng mà em thì trẻ, đúng không? Đúng quá, em đẹp quá mà. Em đẹp quá mà. Em có nhìn thấy không? Tại sao cho em hát chót vậy? Em đẹp quá mà. Tại... lúc đông thì không cho. Đây. Nhìn cái ông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái ông hàng thứ 8 thì râu tóc bạc phơ. Ông vừa đấy ông nói em đẹp quá mà. Đấy ông kia, đấy đấy. Dạ con cảm ơn chú nha. Dạ. Bây giờ nếu mà nói Phi Nhung đẹp và trẻ, dễ thương thì có thể cho một tràng pháo tay để Phi Nhung thấy được là Phi Nhung đẹp không? Bây giờ thì cho em giỡn thôi nha, cho em cũng biết là em đang đứng ở vị trí nào và em tuổi gì mà em biết mà. Dạ kệ nó đi ha, để em hát em phục vụ cho quý vị nha. Rồi, à, anh nhường sân khấu cho anh nha. Ok, nha. Cảm ơn quý vị khỏe nha. Ở chút xíu thì mai mốt có thể gặp lại 20 năm kỷ niệm ca hát của Phi Nhung. Anh Mẫn Ngọc Anh chắc là phải làm ở đây. Quý vị muốn làm ở đây là làm ở Hà Nội à? Hà Nội á? Ai Hà Nội giơ tay lên. Ai ở đây giơ tay lên? Trời ơi. Đứng đó. Nếu mà
em sẽ nói cho quý vị biết trước luôn là nếu mà em làm một cái live show kỷ niệm 20 năm thì Phi Nhung nghĩ là Phi Nhung sẽ mời thêm ca sĩ ở hải ngoại về đây. Và trong cái chương trình của Phi Nhung thì Phi Nhung sẽ làm có hài nè, có cải lương nè, có ca nhạc trữ tình bolero nè, có quê hương nè. Nói chung là những món ăn tinh thần của quý vị Phi Nhung sẽ làm đáp ứng hết cho quý vị, mà bảo đảm quý vị sẽ ngồi từ đầu tới cuối không thể chán được cái chương trình kỷ niệm 20 năm tiếng hát của Phi Nhung. Quý vị dành cho Phi Nhung một tràng vỗ tay thật lớn đi quý vị. Đêm nay thì Lê Sang và Dương Ngọc Thái sẽ có những ca khúc vô cùng hay và ý nghĩa để tặng cho quý vị. Và đêm ngày kia, tức là đêm vào tối chủ nhật, thì vào khoảng 7 giờ tối trên đền Tướng Quốc Linh Từ sẽ là lễ chính dỗ Hầu Đức Thánh Trần tại đền Quốc Tướng Linh Từ cho đến 11 giờ đêm. Vào ngày kia là ngày dỗ chính của Đức Thánh Trần tại đền Tướng Quốc. Mà đây cũng là một cái lễ dỗ Đức Thánh Trần tại đền Tướng Quốc lần đầu tiên hoành tráng và với sự tham gia của các danh ca hải ngoại cũng như là các ca sĩ có mặt trong tối ngày hôm nay. Mời quý vị đến với một ca khúc Bốc Lửa của Lê Sang. Một tràng tay thật lớn quý vị. Sau đó đến liên khúc của Dương Ngọc Thái.